Dạ con xin hỏi câu thứ 8 Thưa bác Tại sao hiện nay Có nhiều thầy tu theo đạo Phật Mà lại chê Đức Phật không biết chữ Sao lại có chuyện lạ đời như thế thưa bác Phần này nó cũng dễ thôi Là vì ngày xưa Đức Phật Ông 20 tuổi Nghỉ học rồi Có nghĩa là học 16 tuổi 20 tuổi là học 10, 14 năm Nếu tính tới mình, mình tới bây giờ Lên đại học thôi nhưng mà hiện giờ nhiều người họ chê đó là ai chê tiến sĩ á. À. Tiến sĩ nó cao hơn đại học nhiều lắm. Vì thế mà nó, nó xem ông Phật rất thấp. Ôi ông này mới đại học rồi tu tiến sĩ này, tại nó mới chê. Vì cái người học cao mới chê người học thấp. Ông Phật là chỉ ông thật ông Phật là chỉ học nếu học chữ là đúng có 14 năm tương đương với một đại học bây giờ thôi. Rồi ta hỏi tiếp đi.